Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review luyện khí 10 vạn năm tập 327. Ở cuối tập trước, sau khi lời nói của Từ Dương truyền về phía trận doanh chỉ có hơn 20 vạn thú quân của đối phương. Tất cả đúng như hắn dự đoán, căn bản không có một người đi lên chịu chết. Thời gian nửa nén hương nhang cũng đủ để công tử hoàng hôn này cháy hết huyết mạch vương tộc hải thú thuận túy nhất ở trong thân mạch của mình. Khi Bạch Liên Tuyết cùng Triều Thiên Chu một lần nữa xuất hiện, đại trận âm dương hoàn toàn hạ xuống đỉnh đầu hoàng hôn. Mà hắn cũng đã lâm vào trạng thái hấp hối vì bị ép khô sinh mệnh lực. Mà trong lúc này Bạch Liên Tuyết cùng Triều Thiên Chu cũng phân biệt mở khóa trí nhớ phủ bụi của mình. Sư tôn, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng đã nhớ lại hết tất cả. Từ Dương hài lòng gật đầu. Đồng thời một cước đem tên thủ lĩnh phế vật đang hấp hối này đá tới dưới chân anh. Ngươi muốn xử trí như thế nào thì xử trí như thế ấy, coi như an ủi cho vương hậu của ngươi cùng với các chiến sĩ thần triều đã ngã xuống. Anh vương tử siết chặt hai nắm đấm, phẫn nộ đến cực điểm không chút do dự thò ra hai ngón tay, trực tiếp chọc mù hai mắt hoàng hôn này. Thống khổ thét một tiếng hóa thành một đạo khí tức mãnh liệt vô cùng thông thấu oanh tán ra. Lúc này đây ngay cả thiên nhãn cũng không thể hoàn toàn ngăn cản, sóng thanh truyền vào cuối biển sâu. Đồng thời đánh thức Hắc Giao Vương đang lâm vào trạng thái ngủ say. Từ Dương, ngươi muốn chết. Anh vương tử cũng không do dự nhiều, rút bảo kiếm bên hông mình ra, chém lên hoàng hôn ở trước mặt ước chừng hơn 300 kiếm, lại rút sạch long lân giao long trên người hoàng hôn vương tử. Khiến hắn ta toàn thân dính đầy máu, nhìn qua cực kỳ dữ tợn thảm thiết, nhưng cho dù là như thế, dường như cũng không đủ để anh vương tử phát tiết lửa giận trong lòng. Thẳng đến một kiếm cuối cùng, anh vương tử rốt cục tự tay xuyên thủng thú nguyên của hoàng hôn vương tử, khiến tinh hoa nguyên lực cường đại chảy ra. Thao thiết, đến giờ ăn rồi. Tiểu tử kia ríu rít kêu một tiếng, sau đó lập tức từ trên người tiểu đoàn đoàn bay lên, đi tới trước mặt hoàng hôn, từng ngụm cắn nuốt. Trong nháy mắt, tinh hoa thú nguyên vô cùng thuần túy này đã bị thao thiết bên cạnh, tiểu đoàn đoàn cắn nuốt hết vào trong miệng mình. Tránh cho đại lượng tinh hoa này trở thành tiện nghi cho các chiến sĩ hải thú phía dưới. Hoàng hôn mất đi thú nguyên, hoàn toàn biến thành một con cá nhỏ bị cạo sạch long lân, tựa hồ ngay cả huyết mạch thuộc về dao của hắn ta cũng đã hoàn toàn biến mất. Chúng ta thắng rồi sao? Các chiến sĩ lần lượt hai mặt nhìn nhau, trong đầu tựa hồ đều phát ra nghi vấn như vậy. Trận chiến này thật sự là quá mức thảm thiết, quân chủ lực tinh nhuệ nhất của hai đại vương quốc cơ hồ đều bị chôn vùi. Mà bên Vô Tận Hải, phỏng chừng trong vòng ngàn năm cũng rất khó tu dưỡng ra được quân đoàn có quy mô khổng lồ như vậy. Trận chiến đã tiến hành đến trình độ này, cũng xem như sắp kết thúc rồi. Nhưng chỉ có Từ Dương là rõ ràng, nương theo vài tiếng gầm thét mờ nhạt nhưng vô cùng thâm trầm ở cuối biển sâu. Trận chiến cuối cùng của thế giới huyễn tưởng này có lẽ vừa mới bắt đầu. Hắc Giao Vương, tồn tại đứng ở đỉnh tu luyện của cả thế giới huyễn tưởng, bá chủ chân chính vĩnh hằng trăm vạn năm ở Vô Tận Hải rốt cục cũng xuất hiện. Lúc trước Hắc Giao Vương vẻn vẹn chỉ là thò ra một cái đầu đã to lớn khủng bố giống như một hòn đảo nhỏ. Lúc này đây, khi hắn ta đem toàn bộ nửa người trên hoàn toàn lộ ra khỏi mặt nước, bộ dáng chân chính của Hắc Giao Vương liền khiến tất cả những người có mặt ở hiện trường hoàn toàn sợ ngây người. Trời ạ, thân thể này cũng quá lớn rồi đi. Thật đáng sợ bá chủ chân chính trong biển, chúng ta thực sự có thể đánh bại tồn tại của cấp bậc này sao? Một nghi vấn cứ như vậy theo bản năng mà xuất hiện, các chiến sĩ thiên thu lĩnh hiểu được. Chỉ bằng lực lượng của mấy vạn người còn lại của bọn họ, phỏng chừng ngay cả một cái long phun của Hắc Giao Vương cũng không chống cự được. Sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Mọi người lui ra sau, bảo vệ tốt thần triều cùng các chiến sĩ quân liên minh, lui vào pháp trận trên tường thành thiên thu lĩnh, nơi này giao cho ta. Từ Dương vừa dứt lời đã một lần nữa bay lên trời, đi tới đỉnh phía trên tầng mây. Nếu như nói lúc trước hắn chính là thủ lĩnh quân liên minh, thì Từ Dương bây giờ càng giống như đại biểu cho cường giả đỉnh cao dưới pháp tắc toàn bộ đại lục, rằng co với boss tà ác cường đại nhất đại lục. Không thể nghi ngờ, cường độ trận chiến này đã tăng lên cấp thần, áp đảo chúng sinh. Trong trận đối kháng này, tất cả những người khác chỉ có tư cách làm người đứng xem. Theo các chiến sĩ trong thiên thu lĩnh lục tục rút lui, 20 vạn đại quân còn lại trên Vô Tận Hải cũng tự mình lui đi. Lẻn vào sâu trong Vô Tận Hải tĩnh dưỡng thương. Bọn chúng đã hoàn toàn mất đi dục vọng chiến đấu. Càng không cho rằng sự tồn tại của bọn chúng còn có ý nghĩa gì trong trận chiến này, rút lui là lựa chọn duy nhất. Về phần hơn 20 vương hầu thâm hải, giống như mấy chục đại nhân của đoàn đội Từ Dương, tiếp tục duy trì trạng thái chờ đợi, nhưng đều không có ý định tham chiến. Ngoại trừ Hắc Giao Vương cùng Từ Dương ra, Vô Song cùng Nữ Đế rốt cuộc cũng trở thành hai đại cự phách duy nhất trong chiến trường còn linh động. Chỉ cần Từ Dương có nhu cầu, các nàng tùy thời đều có tư cách cùng năng lực tham gia vào chiến trường. Ảnh hưởng đến thời cuộc, nhưng một trận chiến cuối cùng này, bên phía quân liên minh đều hiểu được. Từ Dương mới là chúa tể chân chính duy nhất,
hai đại nữ thần cho dù thực lực không kém Từ Dương bao nhiêu, cũng chỉ là nhân vật phụ tá. Rốt cục cũng nhìn thấy bản thể của ngươi, bá chủ Vô Tận Hải. Nhìn hình dáng hoàn chỉnh của Hắc Giao Long trước mặt, Từ Dương cũng nhịn không được phát ra một câu cảm khái. Chỉ tiếc, ngươi còn có chênh lệch rất lớn với huyết mạch long tộc chân chính, mà ở trong hệ thống tam nguyên này, ngươi đã định trước sẽ không cách nào trở thành long chân chính, cũng không cách nào thành tựu vĩnh hằng. Nếu không, ngay cả khi ta tập kết được tam nguyên lực cũng không có khả năng chiến thắng ngươi. Dường như Hắc Giao Vương rất bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập dấu tích sát băng lãnh. Ngươi giết hai người thừa kế của ta, có phải cũng nên nghĩ đến sẽ phải trả một ít đại giới hay không? Không nghĩ. Từ Dương đáp lại rất trực tiếp, nhưng đối với Hắc Giao Vương, câu trả lời không chút do dự như vậy đã trở thành khiêu khích lớn nhất đối với hắn ta. Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy nếu ta không cho ngươi một chút đáp lại, chẳng phải sẽ không tương xứng với thân phận của ta sao? Đột nhiên, bản thể Hắc Giao Vương co rút lại sau đó hướng về phía Thiên Thu Lĩnh phía dưới phun ra một quả cầu nước cực lớn, bán kính ước chừng 50 thước. Quả cầu này dĩ nhiên là do nguyên tố thuộc tính thủy ngưng kết mà thành, nhưng trong đó còn xen lẫn thú nguyên lực. Cường độ cũng khó có thể huyễn tưởng được, rút lui, mau rút lui tất cả mọi người mau rời khỏi tường thành. Võ thần quan điên cuồng hô to, vì để kéo dài thời gian cho binh lính dưới trướng, hắn ta chủ động bay lên trời, dùng thân thể của mình dung nhập vào quang cầu này. Cho dù là như thế, cuối cùng cũng không thể ngăn cản quả cầu khổng lồ này hàng lâm. Toàn bộ cửa ngõ Thiên Thu Lĩnh được quân liên minh trấn thủ mấy ngày ầm ầm sụp đổ. Tường cao trăm thước chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn bị san bằng. Không có biện pháp, chênh lệch thực lực quá lớn. Hắc Giao Long này đã có thể so với thần, là tồn tại vô thượng đứng đầu đại lục. Cũng may trăm vạn đại quân đều đã bị đánh lui, bên phe Vô Tận Hải đã mất đi dục vọng xâm lấn nội cảnh. Trận chiến này đã định trước sẽ quyết định vận mệnh của tất cả mọi người trên đại lục. Đến đây thì cũng khép lại tập 327 Luyện Khí 10 Vạn Năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.